Rồi xin chào, hôm nay công ty toàn cầu sẽ làm cái video giới thiệu về cái cần siết lực Tonichi model là FTD10CNXS ha. Đó. Đó, rồi mình sẽ mở hộp ra ha. Đây. Như thế này, mình sẽ mở hộp ra ha. Đó, đây là cái xác ra đây này. Rồi. Rồi. Đây là những cái giấy tờ kèm theo. Đó, ta thấy ha, dòng cái giấy xuất xưởng. Đây, certificate of calibration. Đó. Rồi đây là cái catalog ha. Rồi, đây là những cái đầu bit ha, cái đầu bit chúng ta có thể mua kèm ha để chúng ta siết ha. À, đây là những cái thông số chính của nó đây ha. À, thông số chính đây ha. Đây là cái máy chính đây ha. Đó, là thấy ha. Model đây, FTD10CNXS. Số serial number. Xuất xứ Made in Japan. Rồi, mặt trên này thì nó có đây. Chúng ta thấy có cái vạch chia ha, tức là nó đo từ 0 đến đây 5, từ 5 từ 5 đến 10 cm nhân mét ha. Đó. Độ chia của nó là 0.2 ha. Độ chia của nó đây 0.2 cm nhân mét ha. Đó. Hàng của Nhật, xuất xứ Nhật Bản, bảo hành 12 tháng nha ha. Chúng ta thấy ha. Có những cái tem đã xuất xưởng ha. Đây là cái đầu vít của nó đây ha, cái đầu bên trong nó thì có dạng như lục giác ha. Đây ha. À. À. Rồi các bạn mà có yêu cầu vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi theo số hotline hoặc là từ địa chỉ website ha. 0904 259 271 ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.